Công Phượng đầy tham vọng bất chấp bị Yokohama gạch tên 3 trận đầu. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đặt ra mục tiêu sẽ thi đấu 25 trận, ghi 5 bàn cho Yokohama Fan Club ở J-League 2023-2024. Công Phượng đang gặp khó khăn trong việc thích nghi, khẳng định ở môi trường bóng đá Nhật Bản. Sau 3 trận mở màn ở J-League, Công Phượng đều bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama Fan Club. Mới đây, tiền đạo sinh năm 1995 đã có lần đầu tiên góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama Fan Club ở trận ra quân bảng C J-League Cup gặp Sanfrecce Hiroshima. Tuy nhiên, Công Phượng chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị, không được ra sân phút nào trong thất bại 1-3 của Yokohama Fan Club trước Sanfrecce Hiroshima. Theo quy định của J-League, mỗi đội bóng chỉ được phép đăng ký 18 cầu thủ vào danh sách thi đấu chính thức. Thế nên, Công Phượng sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh suất thi đấu trước 9 tiền đạo và 12 tiền vệ của Yokohama Fan Club. Tại Nhật Bản, mỗi đội J-League 1 có thể thi đấu tối thiểu 41 trận và tối đa 49 trận ở 3 giải quốc nội. Cơ hội để Công Phượng hoàn thành mục tiêu đề ra là vẫn còn nhiều. Dù đang đối diện với nhiều khó khăn trong việc tìm vị trí ở Yokohama Fan Club, Công Phượng vẫn thể hiện quyết tâm cao sẽ khẳng định bản thân ở Nhật Bản. Trong phần hồ sơ cầu thủ câu lạc bộ Yokohama vừa công bố trên trang chủ, tiền đạo Việt Nam ghi khá chi tiết những mục tiêu và sở thích của mình. Trong đó, anh có tham vọng thi đấu 25 trận, ghi 5 bàn, kiến tạo ít nhất 6 lần trong mùa giải 2023. Ngoài việc đặt mục tiêu về chuyên môn, Công Phượng cũng đặt mục tiêu khác như trau dồi kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật, thích ứng nhanh với tốc độ tập luyện và thi đấu cũng như nâng cao kỹ thuật truyền chính xác. Tân binh sinh năm 1995 cũng tỏ ra thích món sushi cá hồi và sở thích là món phở bò. Thần tượng của Công Phượng là Ronaldo, béo, và diễn viên yêu thích là Lý Tử Long. Thời gian rảnh rỗi, anh sẽ chơi PlayStation để thư giãn,